Tử vi tuổi Canh Tuất 1970 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng cô hồn là tháng của âm hồn, xã quỷ, tháng của ma quỷ hoành hành. Ấy vậy mà trong tháng này, những người tuổi Canh Tuất lại gặp được quý nhân tương trợ, làm mọi việc được hanh thông, thuận lợi. Hơn nữa, lại được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Sự may mắn thành công của tuổi Canh Tuất trong tháng 7 âm lịch khiến cho biết bao con giáp phải cúi đầu nể phục. Quý vị thân mến, chính vì vậy mà họ thường có tính cách thanh cao, khác hẳn người bình thường. Từ họ luôn toát ra một khí chất cao quý, sang trọng. Vì những quý gia chủ, mệnh thoa xuyến kim, ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản mệnh nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Bởi sống như những gì mệnh kim, khác họ thường sống nội tâm, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Bên cạnh đó, cách tư duy, hành động của tuổi Canh Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ, cách hành động quân tử của họ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Canh Tuất sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Canh Tuất 1970, mệnh thoa xuyến kim, là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho mệnh chủ là cấp trên có thể yên tâm. Dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì là sẽ làm đến nơi đến chốn. Theo kênh Phong Thủy Gia Cát, dù là gặp việc khó khăn, trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Bước sang tháng 7 âm lịch, vận thế của những người tuổi Canh Tuất cực vượng, quý nhân trợ giúp cũng giúp mệnh chủ có được những hướng đi tích cực trong sự nghiệp, giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt, khiến mệnh chủ không phải chịu đựng nhiều áp lực trong công việc. Tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, cần phải phân tích rõ những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định. Tuy nhiên, với gia chủ tuổi Canh Tuất ở độ này, sự nghiệp hay tài lộc không còn là vấn đề cần được quan tâm nhiều. Mệnh chủ đã trải qua hơn nửa đời người, vất vả, bươn trải với cơm áo gạo tiền. Thời gian này là khoảng thời gian để mệnh chủ quan tâm đến sức khỏe và gia đình. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Canh Tuất trong tháng khá ổn định, chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tuất sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Những gia chủ tuổi Canh Tuất vốn thông minh, giỏi chịu đựng, hầu hết người tuổi Canh Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thích. Như bản chất, những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Canh Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được thành tựu nhất định. Đặc biệt năm 2021, mệnh chủ tuổi Canh Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa,
vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Canh Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem nghề sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Tuất, để vật phẩm mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, cây phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 7 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Mệnh chủ dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Mệnh chủ không giỏi quản lý, thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Mệnh chủ luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, mệnh chủ nên hết sức thận trọng, dù mệnh chủ có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi cho thấy, tài lộc là điểm sáng trong vận trình của những người tuổi Canh Tuất trong tháng 7. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng mệnh chủ vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho mệnh chủ những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng, cho nên quý gia chủ đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Mọi người cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mà mình phụ trách, tránh gây sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập không thể nào ít được. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc, vận may trong thời gian này, Thầy Phong Thủy khuyên gia chủ tuổi Canh Tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ, gia chủ trong công việc, làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khi số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung, nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để giữ gìn hòa khí. Tháng này, gia đình mệnh chủ sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa. Tháng này, gia đình mệnh chủ sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến du lịch đi xa. Đây là cơ hội để gia đình gia tăng tình cảm, cải thiện mối quan hệ của mệnh chủ với các thành viên. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ tuổi Canh Tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, gia chủ tuổi Canh Tuất còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Đối với gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970, tử vi tháng này khuyên mệnh chủ nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi mệnh chủ không còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ của gia chủ. Mệnh chủ cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng, lịch sinh hoạt hợp lý.
đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tịnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng quá nhiều vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của mệnh chủ Canh Tuất sinh năm 1970. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Canh Tuất có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi video. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân lục hợp tị, tam hợp tí, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tị, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, từ ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Nhâm Thìn, nạp âm Trường Lưu Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 17 tháng 7, từ ngày 24 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Giáp Thìn, nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 7, từ ngày mùng 5 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Bính Thìn, nạp âm Sa Trung Thổ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Canh Tuất tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 7, từ ngày 11 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Tân Mão, nạp âm Tùng Bách Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 7, từ ngày 23 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Quý Mão, nạp âm Kim Bạc Kim. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 7, từ ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Mão, nạp âm Đại Khê Thủy. Quý vị thân mến! Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng rằng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, hóa hung, thành cát, gặp nhiều may mắn, thành công trong tháng 7 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.